Rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tý Tiền Tỉ. Và ở tập trước đó các bạn thì có một vài bạn cho mình biết một cái thông tin á, là cái con Kraken này của mình này các bạn, đó nó có thể sử dụng được cái yên của con Gigan, cho nên mình cũng đã học cách chế tạo cái yên của con Gigan rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chế tạo thử ha. Lần trước thì mình đã chế tạo thử cái yên Titan cho nó rồi các bạn, nhưng mà nó không được ha, cho nên lần này thì thử cái yên Gigan luôn, không được nữa, coi như là chịu thua đó luôn đó các bạn, không có cách nào để cưỡi được nó ăn. Hôm nay thử cái này nữa thôi là bó tay với em nó luôn á. Nếu mà được thì ngon, còn không được thì coi như là cho em nó chỉ có cách duy nhất là ra lệnh và tấn công thôi. Đấy rồi, hồi hộp và chờ đợi thử xem coi nha. Ở tập trước thì nhiều bạn comment chỉ cho mình nè, nó thì bự lắm các bạn, phải lại gần nó xuống với cái bụng đó nè mới có thể chi cặp cái túi đồ nó được. Và ủa cũng đâu có được các bạn. Lần trước thì mình thử với lại Titan, lần này thì thử với Gigan nhưng mà vẫn không được. Con này nó bị sao các bạn, không có thể lắp yên cưỡi được rồi ha. Con này các bạn, mỗi lần mình thoát ra vô lại á là nó bị lỗi máu nè, nó tận 3 triệu mấy máu các bạn. Nhưng mà khi mà mình sử dụng cái gì bất động vô á thì nó lại hết nha, nó kỳ lắm nha. Đây con Kraken các bạn này, con này nó bị lỗi sao á, mình sẽ lấy nó ra thêm một lần nữa các bạn. Nó bị chìm dưới đất rồi ha. Cho Kraken một phát nè, đó nó sẽ tuốt ở phía bên trên. Rồi giờ thì nó chỉ còn có 11.000 máu đó các bạn, nhưng mà thoát ra vô lại là tính tới tận mấy triệu máu luôn á, lỗi dữ lắm luôn á. Vậy là không được rồi các bạn. Và trong thời gian giữa hai tập các bạn, mình đi farm thêm mấy cái anti-fat nè, với lại farm thêm mấy con rồng để đi săn mấy con boss trong tập ngày hôm nay lấy đầu vậy các bạn, để thử với lại con boss ở trên cái đảo chính giữa trung tâm map thử ha. Rồi có boss gì ở đó. Bây giờ mình đi bằng cái con tên của mình các bạn, tên của mình ha. Mình đã đặt rất là nhiều cái bàn dịch chuyển như là cái anti-fat mộ này các bạn. Đó, cái chỗ lụm ở bên khu vực sa mạc á, để mình bay vòng vòng để mình lụm cái anti-fat. Và cái anti-fat đây các bạn, lại xuất hiện thêm một cái nữa nè. Và mình thấy ở phía bên dưới hình như có thêm một cái nữa. Ôi cha, rồi xuất hiện 2 cái luôn hả? Ui, ở dưới này có thêm một cái nữa các bạn, nhưng mà mình đang cầm một cái thôi cho nên là không có thể nào mà lụm thêm một cái nữa. Thôi cứ lụm ra đi. Bây giờ thì mình sẽ đánh với lại con boss Manticore trước ha. Mình cần phải có cái đầu của Manticore nè, với con tinh tinh, với con rồng, với lại con nhện đó bạn. Bây giờ mình phải thử con Manticore trước đi. Đây là 2 chỗ này các bạn. Manticore ở đây thôi. Con tôm thì chắc mình sẽ cất vô đây, mình sẽ sử dụng cái con kỳ lân nha. Lấy kỳ lân hay là lấy chiến binh rồng? Chắc mình sẽ thử chiến binh rồng nữa bạn. Chiến binh rồng baby này của mình nè, còn cũng mạnh lắm á. Đây, phải spoiler với nó thử cái độ công năng. Mình sẽ chọn cấp độ gamma, cấp độ dễ nhất trước các bạn. Đó, mình sẽ được di chuyển đi á. Anti-fat của mình thì còn 1, 2, 3, 4, 5 cái. Vậy là lát nữa thì farm thêm rồi, farm thêm cho con rồng với lại cho con nhện nữa các bạn. Ở tập trước thì mình đã có cái đầu của con tinh tinh khổng lồ ha, thiếu Manticore với lại rồng với lại nhện nữa thôi là đủ 4 cái đầu rồi. 4 cái là đủ một bộ sưu tập cho cái con boss ở chính giữa. Đây, ngọn lành luôn. Và 5 giây 4 giây, chuẩn bị chúng ta sẽ được dịch chuyển tới Manticore. Wow, bên đây nhìn đỏ, nó đứng ngay phía bên trên luôn các bạn. Ai da, nó bao nhiêu đây? Ủa, có 100.000 máu thôi. Được. Bay đau thằng quỷ, vô mình xuân lên với các bạn. Ai da, cái gì vậy? Ôi, đánh có 400 mà, có 400 đam mà các bạn. Khoan, kéo thêm kỳ lân ở phía bên đây nữa các bạn, không được rồi. Kéo con kỳ lân, con baby nè, đó, ở phía đây đã đánh phụ mình anh. Giờ đợi cho nó hạ cánh xuống bạn, cho kỳ lân vô chính giữa trung tâm map đi. Ủa, con chiến binh rồng này của mình đánh mấy con bình thường các bạn, tới tận mấy ngàn đam một hit. Còn vô trong này giảm đam thấy ghê quá anh. Máu của Manticore này không nhiều nhưng mà nó kháng đam ghê quá. Có thể ở tập trước đó các bạn, thì nó còn có 180 ha, 180.000 máu nhưng đánh rất là vô đam. Còn con này thì đánh không xi nhê. Rồi sẽ ra lệnh cho con. Ôi, kỳ lân của mình nó đánh chậm lắm, con kia đã bay mất tiêu luôn rồi. Phải thêm sói rồi đó các bạn. Sói ba đầu lava phía bên đây nữa. Đó, ok. Phải có 2 con gì nè ha. Giờ lại xuống, đó nó đáp xuống kìa. Lượn xuống cái bay lên ha. Mình sẽ đậu xuống dưới này luôn các bạn. Chờ đợi nó ăn. Ai da, nè. Cái chiều đó thì mười ghê lắm á. Còn nó thì ai da, ở phía bên đây á. Mới đuổi chút xíu máu đó thôi à. Tấn công mấy đứa, tấn công. Sao lưng. Kỳ lân của mình hơi lù đù, 16.000 mấy kìa. Nhưng mà lù đù nhưng mà đánh chất lượng lắm các bạn. tấn công tại rồi, dính nó hạ cánh xuống luôn kìa, chơi nó liền. Mình chém xây cái kiểu, ôi chém xây được có 200 đam các bạn, đánh thường còn được 400 đam á. Con này nó kháng hiệu ứng rồi, không có dính hiệu ứng chảy máu luôn á. Còn dưới này có mấy con Deathworm hả? À, một con Deathworm ra đi rồi. Dứt luôn, lấy hệt của nó luôn các bạn. Ở phía đằng sau, chắc phải kéo thêm chiến binh địa ngục qua nữa các bạn. Con heo qua phía bên này nữa nè. Đó, heo địa ngục anh. Cho nó bay lên phía bên trên để tấn công phụ mình các bạn. Đây rồi. Chơi nó đó. Đúng rồi, nó rớt xuống rồi. Rớt xuống. Dồn lên. Đó, không biết con nào đánh 2.000 mấy đam á. Ngon ghê chứ, 5.000 mấy đam luôn các bạn. Và Manticore thì vẫn còn sống nè. Người con này đánh 5.000 mấy đam nhìn đã quá vậy. Hình như đánh trúng con Deathworm hay sao á. Đánh trúng Deathworm. Và chạy mấy đứa, chạy. Chuẩn bị. Ui, con đệ của mình hết stamina nữa chứ. Con này yếu stamina quá hăng. Tấn công. Đúng rồi, nhào vô. Con heo địa ngục của mình sẽ không bay lên đánh phụ mình á. Nó cứ ở dưới thôi. Còn con kỳ lân của mình nó đi đâu á. Dí heo luôn. Ok, cho con chiến binh rồng của mình nó nghỉ mệnh cái đi. Bay thì cũng được á, nhưng mà mau hết stamina quá. Rồi nên một cái chiến binh rồng này của mình lên toàn là sức mạnh thôi các bạn. Deathworm nè, Deathworm thì 16.000 đam một hiếp. Ủi sói của mình nó cắn vô đam đấy anh. Đây Deathworm nữa nè. Tự Deathworm trước đi. Và bắn tôi con. Đây rồi. Lần này thì em nó ra đi rồi, chạy sao được nữa. Dồn luôn. Có cả người đá xuất hiện đó, máu nó bắt đầu yếu xuống rồi, con thêm người đá xuất hiện nữa rồi. Chờ đợi cho em nó hồi phục một phát. Trời ơi, con kỳ lân của mình nó chậm chạp thấy không? Người ta bay mất tiêu rồi nó phun. Và cuối cùng thì nó cũng đã chết các bạn. Và mình nhận được thêm một cái đầu nữa rồi các bạn. Còn hai cái đầu nữa thôi là ok luôn. Và con đại của mình thì lên được 1 cấp ha, chắc phải cho lên thêm chút stamina đi ha. Và đây rồi, được dịch chuyển ra phía bên ngoài. Toàn bộ chiến binh của mình đã được ra phía bên ngoài các bạn. Có con nào yếu máu không? Cái con này các bạn, kỳ lân của mình nó hơi bị yếu máu ăn. Cho em nó uống bình máu cho đi. Hồi phục với lại là 31 điểm luôn hả? Chà. Lên thêm chút. Máu này ta cộng lên không thiên nhê. Mình sẽ cộng cho nó thêm chút đam nữa các bạn. Cộng máu lên nhưng mà thấy nó không nhiều ha. Cho nên mình sẽ lên đam đi. Còn con này của mình thì có lên nữa các bạn. Thêm một chút máu vô. Con này cộng máu lên nhanh nữa các bạn. Cho nên lên máu cho em nó hợp lý hơn nha. Rồi, quất vòng cái. Chiến binh rồng của mình thì nó không có điểm. Con này thì cộng thêm 2 điểm máu đi. Rồi uống vô luôn. Vậy là mình hết máu luôn rồi đó. Con này của mình thì yếu máu luôn nè. Vậy chắc phải về để chế tạo thêm rồi. Về một phát ra lâu đài. Để mình chuyển đổi mấy cái anti-vax để bạn. Ra bộ anti-vax của con rồng luôn mới được. Với lại chế tạo thêm một ít cái bình hồi máu nữa. Đó. Đây rồi. Có đủ anti-vax thì mình đến với lại chỗ con boss rồng luôn. Tôm này của mình giấy đó các bạn. Để mình cất cho bị ăn. Mình sẽ đem theo con kỳ lân qua phía bên này nè. Rồi thêm mấy con gì nữa đây. Sói đúng không? Chắc chắn rồi. Còn cái sói 3 đầu rồi. Mình sẽ không đem Kraken đó bạn. Kraken OB lắm. Cho nên mấy con bình thường này thôi. Rồi chiến binh rồng baby đây nè. Vớt cấp đồi luôn á. Rồi lấy hết đồ ra luôn. Đệ tử của mình thì tất cả mọi thứ cũng đã ổn các bạn. Có con này hơi yếu máu anh. Mình sẽ cưỡi con này đi. Có gì mình bỏ mình chạy với lại mình hồi máu cho em nó nữa. Uống máu một cái nè. Mình sẽ cưỡi em nó để ra lệnh cho dàn chiến binh của mình ở dưới tấn trong thôi là được. Chỉ sợ cái con heo này của mình các bạn. Cái chị không nổi nhiệt với là con rồng nữa. Bên rồng thì toàn là lava là cái kiểu anh. Tại nó đi xuống lava thôi. Mình phải chăm sóc cho em nó kiểu lượng một chút. Đây rồi. Ủa? Đây, chiến binh rồng baby. Giờ chỉ được 2 con đi thôi các bạn. Ok, mình sẽ cho 2 con này tấn công thử được không đó. Cho nó vô trung tâm nữa các bạn. Ui, con này 400.000 máu các bạn. Mạnh hơn rất là nhiều so với con Manticore luôn á. Không biết có giảm đam không đây. Con Manticore thì giảm đam ha, còn nó thì không biết có giảm đam không đây. Chạy. Con này không có giảm đam. Không có giảm đam như Manticore đâu. Ui, nhưng mà đánh đau lắm các bạn. Một phát nữa cây rồi, không ổn. Ấy á. Ủa chạy lùa đến lại chở ông đệ của mình các bạn. Con rồng này được cái máu nhiều thôi chứ mấy con đệ của mình thì đánh vô đam lắm luôn á. Mình thì mình tranh thủ mình rỉa từ phía sau của nó. Đó, rỉa vô cái đuôi á. Gai yếu nhưng mà rỉa được. Còn mấy con đệ của mình thì ổn không vậy? Rồi máu tụt xuống cũng nhanh lắm các bạn. Một phát 1000 mấy đam á. Mấy con đệ của mình kìa. Và máu nó tụt xuống nửa cây rồi. Manticore thì giảm đam chứ còn con này không giảm đam thì mình chơi được. Đó, 1000 mấy đánh phụ. Xây múa các kiểu. Con kỳ lân của mình thì ok vẫn còn ổn, vẫn còn ổn. Không để cho nó bay lên phía bên trên. Mình còn 10 bình máu đó các bạn. Ok, đại rồi. Tiếp tục có một cái đầu tiếp theo. Và con baby của mình thì hồi mất có 30% máu đó các bạn. Đại rồi, lấy được cái thông tin của con rồng nữa ăn. Dướng quá vậy. Số của mình vẫn còn ổn các bạn, con này vẫn còn ổn thấy không? Chỉ có chiến binh rồng của mình là máu hơi ít thôi cho nên phải bơm máu liên tục cho em nó đó. Còn có 10 bình máu thôi à. Rồi con này thì có lấy được cái không có lấy thịt được các bạn. Tranh thủ kéo con tôm cho con này ạ. Để mình bay vòng vậy. Bay lượng vòng ở trong này có gì không? Trong này có một cái bàn nốt gì này các bạn. Đây là cái này như là mod vô hay sao á. Rồi đơ luôn rồi, đừng crash game nha. Đang đánh boss ngon lành luôn á. Không tin gì cái trụ boss các bạn. Bỏ hay mỗi lần làm cái này thì nó mất tiêu luôn rồi. Đây nè. Mình sẽ có thêm 6.000 giây nè. 61.000 giây các bạn. Trời. 61.000 giây để tăng điểm kinh nghiệm của mình lên ha. Mình cũng đã được đưa ra phía bên ngoài. Sao nó chồng chất lên nhau nè nha, xuống dưới luôn nè. Mấy con này của mình thì bây giờ mình sẽ cho nó uống máu cho ha. Vuông rồi. Kéo nó ra phía bên ngoài luôn. Baby ra phía bên ngoài nè. Đó, cho nó uống thêm một cái đó bạn. Hồi phục ra. Thưởng cho nó bình máu. Và lần này thì nó lên được có một cấp thôi à. Con nào lên cấp nhiều á, chắc là con này rồi. Ủa con này cũng lên cấp ít luôn à. Lần này không có nhiều rồi. Hồi nãy thì được cái lên nhiều không? Còn bây giờ thì được con này các bạn. Ủa sao con này máu rồi 7.000 nha. Trở lên thêm chút máu đi. Máu nó thêm giấy á. Ok. Còn tên này của mình. Bây giờ thì mình sẽ để coi. Mình sẽ lượm thêm một vài cái anti-fact nữa các bạn. Như là ở phía bên sa mạc này nè. Đó anti-fact 1. Hồi nãy mình thấy còn một trái nữa. Cho nên bây giờ thì quay trở lại mình lượm một bộ anti-fact nữa, mình đánh với con nhện luôn. Đại xuất hiện thêm nữa các bạn. Ở phía dưới một cái, ở trên một cái nha. Thì từ bon liên tục luôn á. Đây là một cái nè. Rồi mình sẽ dịch chuyển qua bên chỗ phát cái này để cho dễ ăn. Anti phát 2 luôn các bạn. Đó, chỗ attention nè. Cũng có một cái luôn. Sẵn lụm nguyên một bộ luôn á. Rồi tới chỗ anti phát 3. Đảo đầu lâu thì hôm nay xuống phía bên dưới thôi các bạn. Có phát sáng lên không? Đài mới vô thôi là thấy nó phát sáng lên rồi. Trong này nhìn nó hơi hắc ám một chút. Rồi tới chỗ Antifact 4 luôn. Chỗ cái khe rồng đó các bạn. Tất cả đều có bàn dịch chuyển hết á. Ngoài ra thì còn nhiều chỗ lấy Antifact lắm các bạn. Nhưng mà mình không biết á. Mình chỉ biết mấy cái điểm này thôi. Đó, chỗ này thì cục xanh nè. Lượm được một cái đem về để mình đổi ra thành cái con nhện luôn. Vậy là đã có được 3 cái rồi, thiếu một cái cuối nữa thôi các bạn là xong luôn á. Đủ bộ. Dạ. Chạy. Xong rồi. Ây da, ý các bạn. Qua phía bên đây không đi với con tôm là thấy cái cảnh này ăn. Nên là mình chạy cũng nhanh á, nó dưới theo không kịp. Bên đây cũng ổn. Bây giờ thì tiếp tục kéo đội chiến binh của mình từ bên chỗ rồng ở phía bên đây thôi. Có remote cho nên mọi thứ cũng trở nên nhanh lắm các bạn. Đó, với lại con sói nữa. Hồi nãy là cái con heo địa ngục không được đánh boss đó. Vậy thì mình cứ sử dụng chiến binh rồng của mình thôi được rồi. Chiến binh rồng baby nè. Trong này thì bây giờ cứ nhét hết đời vô. Kích hoạt lại thôi. Chúng ta chuẩn bị chờ đợi cooldown đến với lại con boss tiếp theo. Rồi con này của mình thì góp vô 3 anh em thôi được ạ. Còn chiến binh rồng của mình hình như cũng không được để phép đánh mà. Hồi nãy không được phép đánh con rồng á. Manticore thì được phép nhưng mà rồng thì lại không được phép. Còn con nhện này thì mình nghĩ chắc là cũng sẽ không được phép luôn nè, tại nó cùng một bộ với lại con boss rồng các bạn, cho nên chắc là cũng không được quá. Đúng rồi, không được thì mình sẽ kéo bằng tay qua phía anh đây thôi. Rồi, một bộ combo á. Con này bao nhiêu máu đây? 300 mấy hả? Ôi, con này dễ hơn mà, con này dễ hơn con rồng, chỉ có con rồng nãy hơi căng thôi. Vòng vòng ở phía đằng sau để mình đánh các bạn. Dạ, cũng đau dữ ha, cũng hơi đau á. Uống máu dần cái. Đánh ở phía đằng sau nó còn nhện tấn công mình nè. Bây giờ mình làm tăng cơ hả? Không được. Bay lên phía bên trên liền. Uống máu một phát. Húp cái tù súp vô. Chạy để cho nó đạn đi tấn công. Mấy con sói đồ. Đúng mà kỳ lạ ơi, phun lửa nó em ơi. 12.000 ra một hit à. Hình như của con sói á. Sói đánh đam cao lắm. Ok, uống máu vô một cái nè. Đây rồi các bạn. Trời ơi, ra đi quá nhanh ha. Giờ đủ 4 cái. 1, 2, 3, 4 cái. Cái này chỉ là cấp độ gamma thôi các bạn, chứ chưa alpha nha. Gamma mà thấy nó hơi căng căng rồi đó. Dưới này thì có mấy cái túi. Túi có mấy nhịn con lắm mà. Trong này thì cũng có một cái bàn nữa các bạn. Lụm cho một cái. Đó, cứ mỗi lần lại gần cái bàn này thôi là nó sẽ bị đơ một cái. Mình lên được 121.000 giây rồi các bạn. Trời trời trời. Tăng điểm kinh nghiệm kiểu này luyện cấp chắc là hơi bị bết luôn á. Và với con đại của mình mất 30%. Còn phía đây thì không xi nhê luôn. Lên được 4 cấp các bạn. Lên thêm một chút đam nữa đây ha. Để chuẩn bị nghênh chiến với lại con boss cuối ở phía bên trên chính giữa cái đảo. Cho mình uống một cái đi. Còn 3 bình máu, chắc phải về chế tạo thêm máu rồi. Thôi thì lên cấp nè. Thêm máu chút với thêm chút stamina đi. Stamina của nó hết chạy không được. Rồi, xong các bạn. Còn 2 bình máu chắc chắn là phải chế thêm, và 2 giây, 1 giây và chúng ta chuẩn bị được trả lại thế giới overworld rồi đó. Đây rồi, quay trở lại. Bên kia có người khổng lồ hả? Mình sẽ về với căn cứ một cái đi ha. Chế tạo máu các bạn. Về với lâu đài đi. Rồi lên chính giữa trung tâm map ở trên đó luôn các bạn. Đó, ở trên đó đó. Ok, được thêm 22 bình nữa các bạn. Đây, từ chỗ này nó sẽ gần cái đảo hơn nè. Chứ bay từ căn cứ của mình qua phía bên đây thì xa lắm. Đây là góc nhìn từ phía bên trên. Map này kiểu như nó mod thêm mấy cái đảo xung quanh các bạn, với là cái đảo chính giữa thôi. Và không biết là con boss trong này là boss gì nè. Cái con mình tò mò nhất này các bạn. Bây giờ thì đánh chỗ nào ha? Có 3 cánh cổng các bạn. Bây giờ phải chọn lựa thôi. Mình sẽ chọn lựa bên cây xanh trước đi. Bên cây xanh này không biết có chỗ có boss không ha. Ủa? Ồ, cái gì vậy? Ủa sao mình bị dịch chuyển ra suốt ở đây vậy? Ủa? Mình sẽ đặt một cái bàn dịch chuyển ở phía bên ngoài nè. Đó, để có dịch chuyển lên trên này cho tiện tiện hơn ha. Trên đây mình sẽ đặt tên đó là boss luôn các bạn. Rồi giao phía trung tâm. Rồi chuyển qua hùng cây một cái. Ủa? Rồi mình mới vừa thoát ra vô lại các bạn, để xem coi nó còn bị lỗi nữa không nha. Bây giờ mình cứ vô một mình trước nè. Xem coi sau khi đánh boss xong nó bị cái gì á. Đó, mình vô trong này ngon lành ha. Chạy ra đây thì mọi thứ cũng ngon lành. Bây giờ mình sẽ kéo con tôm mình của mình vô phía bên trong này. Nhảy nhảy lên một cái. Đó, bây giờ thì được các bạn. Đánh boss xong là phải thoát ra vô lại ha, thì mới được. Trong này hôm nay xuất hiện rất là nhiều mấy con thú trong này luôn nè. Hình như là bên cái chỗ cái cánh cửa cái cây này nè, nó không có boss thì phải. Chỉ có 2 cánh cửa còn lại là có thôi ha. Lần trước mình vô này mình khám phá mình cũng chưa thấy con boss nào hết à. Đỡ có cái bàn con boss không. Trên này có thu test rồi ha. Chỗ chắc chỉ để luyện level thôi à, nó xuất hiện rất là nhiều thú mà. Trên này không có luôn. Ở đây cũng không có luôn. Vậy là không có đâu bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với là cánh cổng của góc queo luôn các bạn. Đó, chơi thử mấy cái cổng của xúc tua luôn đi anh. Khám phá thử cánh cổng này thôi nhưng mà không có gì hết à. Đó, bây giờ thì ra vô thì ngon lành đó bạn, hết bị lỗi này nè. Bên này của Renacid batch 1 ha, mình sẽ thử con góc queo luôn, bên Renacid batch 2 luôn thử này. Đây, là phía bên trên. Nó thì ở phía bên đây thôi các bạn. Mình sẽ vô để mình đủ một bộ sưu tập rồi nè, giờ đưa cho nó thôi là xong. Đổ này hả, xử hết cảnh xuống bọ nhựa đồ, pedro đồ, xử hết. Bây giờ thì bấm gamma một cái ăn, nút gamma một cái ăn. Ủa? What? Cái gì vậy? Em luôn rồi. Ủa? Mình tưởng nó phải đưa mình tới chỗ con boss gì đó khủng khiếp lắm chứ sao mà. Ủa vậy là em luôn hả? Ok nhá. Bây giờ mình sẽ down lại cái phần survival của mình các bạn. Đó, down lại cái phần sinh tồn của mình ha. Và mình sẽ hồi sinh ở chỗ cái giường đi. Đó, nó lại tiếp tục nói chuyện với mình nữa đó các bạn. Và mình sẽ được tỉnh lại ở chỗ một cái giường của mình nè. Vậy là hình như là sau khi mình đánh đủ 40 đầu của con boss các bạn là đem lên phía bên trên để nhận được một cái endgame thôi, chứ thật ra trên đó không có boss ha. Bây giờ thì skin quá trời quá đất nè. Skin dục hết đi. Mấy skin linh tên mà. Bộ giáp của mình thì vẫn còn, nhưng mà súng ống đồ thì mất hết các bạn, đạn thì vẫn còn á. Chỉ mất cái súng với cái cuốc thôi à, chứ tôi không có mất gì nhiều. Còn lại một đống skin bạn, với là con thú nè, thú cưỡi. Con này là con thú cưng thôi. Đây con quỷ nhỏ các bạn, quỷ nhỏ của Renacid nè. Vậy là xong rồi đó hả? Ôi ơi, để mình kéo cái con đệ của mình về đây các bạn. Trời ơi, nãy mình quên chuẩn bị đệ luôn ha. Mình tính vô trong mà bắt đầu mình mở kéo qua, ai ngờ nó end luôn rồi. Rồi bên đây thì tối địa ngục luôn một cái nữa. Tối địa ngục cái chiến binh rồng của mình nữa ha. Tối một cái này. Được ra một cái kết cục ngủng gì nè. Rồi thêm chiến binh rồng nữa bạn. Chiến binh rồng mình sẽ để phía ở đây, như phía bên trong chứ. Rồi sẽ để tạm đây đi ha. Chiến binh rồng baby của mình quá. Đây rồi. Vừa lần trước mình có đánh được cái con golem các bạn, nhận được cái coi nè. Mình còn thiếu một con đồng voi nữa thôi. Mình đã có nè, Crystal nè, Golem nè, Brimstone Golem nè, với Sentinel Golem rồi. Còn thiếu một con nữa thôi. Cho nên bây giờ mình sẽ đem vô phía bên trong, gần cho các bạn chế tạo các bạn. Để mình gom nguyên liệu lại thử xem coi thiếu gì á. Mình chế tạo luôn một con mới được. Golem một phát. Golem hư không trong này. Thì mình cần có thêm thành voi được ha. Cục này nè. Cần có thêm mây tờ, còn thêm đá nữa. Đá, mây tờ, obsidian, đồ có gì lại lấy hết rồi đi. Có Crystal ở đó không? Crystal rồi. Nhưng mà như vậy thì nặng quá, vẫn đi được. Mình cần có golem một phát. Cần có thêm cái xô nữa ha. Xô một cái, xô một cái mình có trong này nè. Với là một cái máu nữa. Đây có luôn nè. Rồi cần có thêm mây tờ nữa. Có luôn. Rồi cần có thêm stone nữa. Có luôn thêm nữa. Đó. Rồi còn hư không nữa bạn. Hư không mình có 19.000 trái luôn hả? Nhưng mà mình thiếu cái xô rồi. Phải. Ui đi hết nổi rồi bạn. Chót hết đợi trong này đang. Mình cần có thêm cái xô nữa. Cái xô thì mình có được 13 trái ha. Mình còn thiếu 2 trái nữa bạn. Xô này thì mình thấy là mỗi lần đi clear bên cái khu đảo á, đi bằng con này để ăn. Đi bằng con này để chiến đấu đi. Đi qua bên chỗ hướng phía bên đây nữa bạn. Chỗ cái đảo ăn thịt á, hay xuất hiện mấy con quỷ với lại mấy con hư không bên đó. Farm là hay nhận được mấy cái scroll lắm. Đây bây giờ thì quay trở lại, lại có thêm một cái anti-pack nữa rồi. Lụm thêm một cái nữa đi. Sẵn tiện tay. Rồi xuống phía bên dưới này nè. Con này đi hơi chậm ăn. Để mà mình hạ cánh xuống một cái đây. Đi bằng cái con tôm luôn cho nó nhanh đi. Đây, mấy con như vậy nè, đó mấy con chiến binh này nè bạn. Con chiến binh hư không này đánh là hay có lắm. Đó, được một cái nè. Được một cái, mình thiếu hồi nãy là nhiều, thiếu 2 cái nữa thôi. Dọc tìm thêm á. Bên đây có chiến đấu với quỷ lửa hả? Quỷ lửa thì mình xuống mình chơi luôn. Quỷ lửa này thì chỉ được mấy cái của mấy con quỷ thôi, với lửa. Thì sao có được voi nữa nè. Nhưng được mấy cái này nữa. Con này cua thì được chitin với polymer. Bên đây còn cua không á. Bên đây có con gì? Đây có thêm một con nữa nè. Đây 140. Được, vậy là mình đủ rồi đó các bạn. Đó, cứ đi vòng đảo này nó liên tục spawn cho mình mà. mình sẽ hút hết đồ của con voi các bạn. Sau đó thì chuyển qua golem một cái. Có thể chế tạo được cả crystal nữa nè, nhưng mà crystal mình có rồi ha, cho nên mình sẽ chế tạo cái này thôi. Chế tạo cái hết nguyên liệu luôn mà. Vào đây rồi. Golem thì mình sẽ cất đợi trong đi. Rồi lấy cái này ra thôi. Xịt viên xịt đủng rồi tùm lum tùm la hết vậy. Thôi cái này dục đi. Xịt kia những con trợ lý á, với antifact. À, sau khi mà end xong cái game đó bạn, bây giờ mình mới thấy nè. Cái này nó sẽ cộng thêm cho mình max level được 10 level nữa ha. Với là mấy cái rune. À, nhận được thêm một cái thành tích survival mà. Và 29 này sắp hả? Chà, sau khi mà end xong nhận được nhiều thứ quá anh. Kiểu như mình mạnh hơn á. Cộng điểm sao thì còn bây giờ thì có may mắn không? Được 165 các bạn. Cũng đỡ hơn mấy lần trước anh. Lần trước summon mấy con kia còn tùi không mà được có con crystal à. Rồi con này bị dướng dữ quá vậy nè. Bị dướng. Đây coi là tracker cho nó một cái. Tracker để cho nó một cái để kéo lên cho nó tiện các bạn. Con này có màu tím tím á. Nhìn nó giống như kiểu golem crystal á. Tấm golem cái đại hư không golem các bạn. Đại rồi, đi được nè. Chuột vải thì chuột vải là cung tay đập, còn cái này là đánh thường nè, chiêu ít không có nè. Rồi Ctrl Q R O. Quyền con này không có chiêu các bạn, chỉ có đúng duy nhất là một cái chiêu đặc biệt là đập xuống vậy thôi à. Và cái chỗ test dam quen thuộc của mình á là cái chỗ ở phía bên ngoài phía bên này nè. Mình sẽ ra phía bên ngoài để mình test thử cái này. Để có mấy con voi dưới này hả? Chỗ này test thì thôi, mình sẽ qua phía bên này các bạn. Test ở phía bên này cho sáng nhìn nó đẹp ha. Đó. Bên kia nhìn mấy con kia nguy hiểm quá cho nên mình sẽ test ở phía bên đây đi. Chỗ này nó dễ dễ nè. Rồi, golem một cái luôn. Với bầu trăm mấy trái cũng tầm tạm thôi, cũng không mạnh lắm đâu. Farm gỗ được không? Rồi, con này farm gỗ không được rồi, chuột phải thì cũng không farm được luôn các bạn. Vậy là con này chuyên hướng về để chiến đấu này. Chuột phải một cái nè. Đó, chuột phải được 500 mấy các bạn, đánh thường cũng được 500 mấy anh. Nhưng mà nó dính cái hiệu ứng gì kìa. Cái hiệu ứng làm chậm của con hư không. Nó sẽ nhạt điện ra. Con quỷ đôi này nó cuộn lại đây. Bên đây thì tính ra con này đam thì cũng ổn các bạn. Chưa có cộng ăn 500 mấy là cũng được nè. Đó 512. Nếu mình cộng đam cho nó thì để coi có đột biến gì không. Ui lên 1000 mấy các bạn. Có 11 điểm rồi đó. Mà lên tới tận 1007. Thì con này mà summon này được con level tầm 200 mấy trở lên thì chắc là ngon. 200 mấy 300 nữa. Rất là xịn đó anh. Còn chuột phải của nó thì 1008. Còn mấy con này thì 270 luôn nè. Đấm thử một cái á. Ui một phát một là chết à. Con này chắc phải cho nó qua phía bên kia ha. Chứ còn bự bự bên kia được hơn á. Mấy con phía bên đây cùi quá. Sợ em nó đánh không lại. Kết quả là em nó quá là mạnh. Cũng được. Nó có màu tím tím xanh xanh. Con này giống con golem hơn nè. Chứ mấy con kia giống kiểu người khổng lồ hơn á. Mấy con golem nó nhảm mình á. Con quỷ nhỏ nhỏ bắn trong lưng nữa. Bên đây thì có con rep đang chiến đấu với lại con khổng lồ. Rồi rep sắp đi rồi. Rep đã không đại gì khổng lồ mà. Bị con này đánh tăng turbo nữa. Cố lên nhanh lên không kịp. Vô KS. Oh no. Rồi luôn đánh chết luôn rồi. Đây mình giờ mình chơi nó luôn các bạn. Đập cho nó một cái, đập làm chậm nó lại liền. Đó. Nó bị dính hiệu ứng rồi. Ây da. Ui nó tán cho mình một cái văng xuống luôn à. Leo lên liền. Đây rồi. Đập chuột phải cho nó. Ây da. Ui nó đấm mình bể cái áo luôn rồi. Nó đấm ngang nha, nó đấm xuống không sao đâu nhưng nó đấm móc á. Đấm móc một cái là văng à. Ok. Đợi của mình xử lý xong rồi. Quỷ nhỏ nãy giờ đi theo mình nè. Quỷ này. Mày ta bưởi. Lên được bao nhiêu cấp đây? Được 5 level nữa các bạn. Cho em nó thêm một chút sức mạnh đi anh. Cho mày on yêu sức mạnh cho em nó. Và hôm nay mình cũng đã thử với lại con boss ở trên đảo bay các bạn. Kết quả đơn giản chỉ là để end game của cái map lần này thôi. Chứ cũng không có boss gì hết à. Tưởng đây là phải trận một trận đại chiến nó kinh khủng lắm chứ. Ai ngờ. Về với căn cứ các bạn. Đây rồi. Được chơi chiến binh rộng mình thì sẽ đem nó vô phía bên đây luôn. Áo mình bể mất tiêu nữa chứ phải sửa lại nữa rồi. Vậy trong tập ngày hôm nay các bạn, cuối cùng thì mình cũng đã có đủ ăn hư không golem nè, rồi Sentinel Golem này, rồi Brimstone Golem và Crystal Golem á. Và cũng đã thử sức với con boss ở trên đảo các bạn, kết quả rất là nhục nhũng luôn á. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài đó bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy thích video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cho video cũng như một đăng ký kênh để có động lực làm thêm những video tiếp theo bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.